Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Này mình giới thiệu với anh em cặp Jippo rất là đẹp. Hai em nó mới cập bến về kênh bên mình luôn anh em. Anh em trên tay rất là sang trọng ha. Những biểu tượng rất là ý nghĩa của hãng Jippo và của nước Mỹ luôn anh em. Hàng chính hãng Jippo Mỹ anh em, full box luôn. Bên phải là em Jippo đồng nguyên khối, khắc chìm mà cái Jippo đang bật nắp cháy, chữ Jippo xéo ở trong cái vòng tròn trung tâm. Chạy xung quanh là và các cầu họa tiết vân nổi Guluche. Em đồng nguyên khối này khắc chìm hai mặt đáy bằng nha anh em. Anh em trên tay sang trọng lắm, rất là độc đáo, ý nghĩa biểu tượng của hãng ha. Hãng chế tác rất là kỹ. Còn bên trái là em chrome trắng khắc chìm mà biểu tượng của nước Mỹ, đó là quốc quy của nước Mỹ nha anh em, với hình tượng chú đại bàng ha, quốc quy của nước Mỹ. Ở trên là dòng chữ United States of America nha anh em, cái nơ ở trên và dưới. Cái quốc quy của nước Mỹ này cũng rất là ý nghĩa đó anh em, độc đáo ha, với biểu tượng chú đại bàng ở giữa có cái khiên và lồng vô trong quốc kỳ Mỹ. Hai em Jippo bữa nay rất là đẹp ha. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó alo trực tiếp mình. Đây là em đồng nguyên khối khắc chìm mà cái Jippo đang bật nắp cháy, chữ Jippo xéo và vân nổi 3D. Hai mặt luôn anh em, trước sau y chang nhau. Đấy bằng anh em. Hàng chính hãng Jippo Mỹ đồng khối nha anh em. Soi kỹ anh em xem ha, zin hết, vừa hề đụng chạm gì nha anh em. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tiêu đề clip nha, hiện ra mô tả, mình có để giá hai em nó với ô mô tả nha anh em. Bên mình giao toàn quốc luôn. Anh em trên tay em Jippo đồng nguyên khối này rất là đẹp anh em ơi. Hàng xịn thì rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu nha anh em. Rồi đây là em đồng nguyên khối ha, Jippo cháy, chữ Jippo xéo. Còn đây là em quốc quy của nước Mỹ anh em, Police chrome trắng, với hình tượng chú đại bàng, biểu tượng của nước Mỹ ha, quốc quy của nước Mỹ. Mặt sau trơn bóng anh em, đáy lõm ha, cũng hàng zin luôn anh em, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Hàng xịn. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả ha. Đây mình trên tay nhanh thôi. Những biểu tượng rất là nổi tiếng của nước Mỹ và của hãng Jippo ha. Cặp Jippo bên này rất là hay đó anh em. Rồi kỹ anh em xem luôn ha. Cho mình xin một like clip nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ ấn nút đăng ký kênh Jippo Tuấn Nguyễn ha. Tiện lựa chọn các mẫu Jippo cập nhật về bên mình nha anh em. Hàng xịn bên mình thì anh em yên tâm ha. Nào giờ uy tín anh em rồi. Hàng zin nha anh em. Giá chính hãng đầy đủ luôn. Giấy tờ kèm theo ha. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng ha, tràn đầy hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống luôn. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em.